Dạ xin đi, xin chào anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Xin Đi Đòn. Trước mặt anh chị đó là ngã tư Duy Tân và Hồng Thập Tự, nay là Nguyễn Thị Minh Khai và con đường Phạm Ngọc Thạch. Cái hướng này thì chúng ta ra hồ Con Rùa, thì bất giác là Xin Đi ngang đây vào cái dịp cuối tuần thì thấy một cái festival ẩm thực 14 quốc gia châu Á, nên chính vậy là Xin Đi cũng muốn mời anh chị mình hãy cùng tham quan cái hội chợ ẩm thực này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi. Tại vì Xin Đi đứng ngay góc ngã tư này để anh chị dễ dàng hình dung anh chị ha, cái vị trí của Xin Đi đứng hôm nay rất là vui. Đáng lẽ là Xin Đi sẽ đi quay ở khu vực con đường Công Lý, nhưng mà trời bắt đầu chuyển cơn mưa anh chị, và bất giác thì thấy ngay chỗ đây nó có một cái hội chợ ẩm thực, nên cũng mạo muội mời anh chị vào xem nha. Đây là con đường Duy Tân anh chị, Phạm Ngọc Thạch, để hướng về nhà thờ Đức Bà. Thời tiết Sài Gòn như người con gái, rất là động đảnh, lúc mưa lúc nắng. Và mấy hôm nay thì chuẩn bị cuối năm rồi, cái lạnh của phương Bắc tràn về, nên tiết trời Sài Gòn nó hơi se se lạnh vào buổi sáng tí, nó cũng rất là mát dịu. Và ở đây là nhà văn hóa thanh niên, Xin Đi sẽ mời anh chị vào nhà văn hóa thanh niên ha, để mình coi cái hội chợ ẩm thực này. Cứ đi lang thang để mời anh chị xem những cái cuộc sống hàng ngày ở Sài Gòn nó diễn ra. Ở đây phía trước nó có một tiếng nhạc, nên Xin Đi sẽ tạm stop cái tiếng của Xin Đi, cái gì insert một cái nhạc nào đó vào, sợ vi phạm bản quyền về nhạc đó anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Đây là những cái món mà chúng ta có thể dùng thử, và chúng ta mua 20.000 một dĩa thôi. Rất là đông anh chị. Thank you.
Hò. Bánh khọt là trứng cút tôm. Bạch tuộc nướng. Rồi mấy bên đây nữa. Rồi chúng ta đi sâu vào bên trong nha anh chị ha. Sài Gòn bánh ngọt. Bánh cạnh hè Phú Yên. Cái hoa này thì mình đang được thấy mình đã trồng ở Đà Lạt nhiều và cái ô la ha, cái tiết độ này của mình nó xinh trẻ với mùa la cao chiên. Dạ, cái này là cơm cháy. Cơm cháy à, cơm cháy. Dạ, cơm cháy là bông. Sushi à, đây là món sushi. Singapore, chân gà lắc, bạch tuộc, sốt, thịt bò nướng khoảng 40-35 ngàn thôi chị. À, cái này thì diễn ra khoảng 3 ngày thôi chị. Treo lên một chiếc thuyền. Dạ vâng. Rồi chúng ta đi nha. Tiếp tục. Rất là đơn giản các bạn. Thì tất cả ai cũng có thể, mình về cũng có thể làm được. Đây. Không phải là để các bạn đầu bếp, các bạn nghĩ đầu bếp các bạn mới làm được giỏi mà về các bạn có thể mười bình thường mình nấu ăn nội trợ ở nhà mình có thể làm một món ăn ngon đặc sắc thì cải thiện lên món ăn của mình, muốn đề co lên trang trí gia đình cho nó thèm bắt mắt thêm một chút xíu thì món mâm cơm của mình nó cảm thấy là ấm cúng hơn. Thì cái buổi nấu ăn chia sẻ ngắn gọn hôm nay thì con là ở đây với khán giả đây thì sẽ là về nhà mình sẽ làm được một món ăn ngon cho gia đình. Ở đây là những một số bếp trưởng của đại diện một tổ chức nào đó, họ trình bày về cái sản phẩm mình đã về. Dạ, ở dưới theo dõi. Ngày hôm qua chúng tôi đã có phần thể hiện trình bày những bàn từ rất hoàn chỉnh và ngày hôm nay sẽ là phần trực tiếp chỉ điểm những món ăn ngay tại sân khấu này dành cho mọi người. Đó. Và thông qua đó mong rằng mọi người cũng sẽ có được những cái công thức. Sinh sẽ cập nhật cho anh chị ha, cập nhật cái sinh hoạt ở hội chợ.
ẩm thực này thôi, chứ mình không có quay chi tiết về người ta nấu như thế nào. Những cái content video trên YouTube có rất là nhiều cái cách nấu các món ẩm thực. Nên như vậy Cindy không có chuyên về ẩm thực nên chỉ quay những cái hoạt động thôi. Đây là một khoảng sân rất lớn, mấy bên trong nè. Mọi người ngồi đây có thể xem sân khấu rồi ngồi đây chọn lựa chọn một cái món gì đó rồi xong thưởng thức. Ở ngoài thì trời đang mưa rất là to anh chị, cũng rất là may mắn đã đi được vào đây. Đây là món ăn của Taiwan, Field Chicken. Giá thì khoảng 55-75 Việt Nam đồng thôi, nó cũng rẻ anh chị. Đây là những quầy ăn uống mấy bên đây nữa. Chuẩn bị những tháng cuối năm rồi và Sài Gòn hình như là Sunny cảm giác như nó thay đổi. Những đường phố thì lung linh hơn, có những cái mo, những cái building bắt đầu họ trưng bày Giáng sinh rồi. Những dãy phố buôn bán ở chợ lớn họ cũng bán đồ Tết, bán những cái đồ trang trí của dịp Giáng sinh sắp tới. Đây cái khoảng sân phía sau để mọi người ngồi ăn nghỉ ngơi. Và đây là kem thổ nhĩ kỳ đây. Kem thổ nhĩ kỳ cắm rơm Vũng Tàu. Thổ Nhĩ Kỳ come from Vũng Tàu. Vũng Tàu friend. Friend. Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Anh nói thì Vũng Tàu là friend. Bạn thôi. Anh cho anh mượn anh quay chút xíu cái cảnh này nha. Không, anh mượn. Trời ơi. Cấp. Ôi trời ơi. Đi friend Alibaba. Friend Alibaba at Vũng Tàu. Vũng Tàu. Nha Trang. Nha Trang City. Robic Zoo. Robic U. Dạ. Canton District 7. Và cái máy số. Ok. Anh cũng nói một ít được tiếng Việt. Để coi anh làm nha. Hôm nay thì đại diện cho tôi là cái trưởng Turkey Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi xin đại diện cho khách sạn Hơi Điên trình bày món này. Gỏi tôm càng, trái cây, là sốt dầu luôn. Gỏi tôm càng, trái cây, sốt dầu luôn. Wow, rất hiếu thị. Thì cái món này rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nhân dịp vô mùa Noel thì là mùa cưới. Mùa Noel thì rất là lạnh thì còn rất là nhiều vitamin C để bổ sung cho sức khỏe của mình. Thì với khách hàng chúng tôi không có phải cầu kỳ. Nhưng mà cái món này rất là nhanh quay chút xíu nha. Quay nha. Thì quý khách có thể bài thật nhẹ biết được một tôi dễ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những quy trình chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu đầu tiên, anh có thể giới thiệu với mọi người chúng ta sẽ cần những nguyên liệu gì ạ? Thì hiện tại mình ngoài cái món gỏi này mình cần là có tôm càng. Tôm càng mình phải để rồi. Hạnh giữ nè, giữ cô bé nè, đó. Thank you. Thank you. Ảnh thì ở Nha Trang anh chị. Từ khi Thổ Nhĩ Kỳ một cái kem rất là nổi tiếng, một xứ sở kem. Ảnh mình hỏi mình thấy Alibaba ở Vũng Tàu, anh tự nói là ảnh từ Vũng Tàu nhưng mà hóa ra là ảnh nói là bạn của ảnh và ảnh từ Nha Trang vào đây.
đầy món nướng. 10.000 lửa đen chị ơi. 10.000 20.000 một xiên. Một xiên nhé. Thịt gà sườn nướng đủ các loại. Đang mưa đó anh chị, mưa to rồi. Ẩm thực hoa anh đào, xúc xích, phô mai. Thì có những cái trò chơi game nữa anh chị, chọi bong bóng và lấy thú nhồi bông. Đây là một vài hình ảnh cập nhật những ngày tháng cuối năm của Sài Gòn, đó là nhịp sống Sài Gòn ngày hôm nay. Để anh chị nhìn nhận, tất nhiên là nó có những cái nơi, những cái building, những cái phố, bán thời trang, bán đồ trang trí, Giáng sinh hoặc là dịp Tết Tây, Tết Nguyên Đán sắp tới. Và đây là một cái chuỗi hình ảnh để cập nhật sắc xuân sắp về. Rồi, cảm ơn anh chị và các bạn. Một vài hình ảnh gửi anh chị và các bạn về cái ngày lễ hội ẩm thực 14 quốc gia tại con đường Duy Tân, Phạm Lộc Thạch của Sài Gòn ngày nay. Rồi, bye bye anh chị nhé. Trên đây kính chúc anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng rằng đây là một cái hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của Sài Gòn, dịp sống hàng ngày của Sài Gòn. Bởi vì thời gian có hạn. Đây, lưu ý là tôm càng sẽ phải luộc như thế này, làm sao mọi người và sau đó thì mình sẽ ngâm nước đá để cho cái tôm nó không